Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 25 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp phát sinh, xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng và cấp bách. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Tại kỳ họp, lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày 3 tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, gồm tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xe truyền hình lưu động 5 camera tiêu chuẩn HD đồng bộ theo xe. Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án san gạt mặt bằng hai bên đường D1 đoạn từ km 0 cộng 750 đến km 9 cộng 353 thành phố Lào Cai. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai. Hai tờ trình về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình về bổ sung danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp đã làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến các tờ trình và một số nội dung liên quan. Tại kỳ họp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cũng đã giải trình và làm rõ một số vấn đề liên quan tới các dự án thu hồi đất. Kỳ họp thống nhất đưa 4 dự án vào bổ sung danh mục thu hồi đất, gồm một dự án tại thành phố Lào Cai và 3 dự án tại Sapa. Tiếp đó, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết nhằm đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 đã đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành thuộc Ủy ban tỉnh, các cơ quan tổ chức hữu quan bảo đảm kịp thời thi hành các nghị quyết đã được thông qua, đặc biệt các vị đại biểu Hội đồng tỉnh bằng các hình thức phù hợp, thông tin đầy đủ đến cử tri kết quả của kỳ họp, kiểm tra đôn đốc giám sát và tổ chức thực hiện các nghị quyết của kỳ họp đã thông qua. Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai kỳ họp phát sinh đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để các nghị quyết được thực thi hiệu quả.